chào quý vị khán giả của đài Apple TV 55.4. Quý vị đang theo dõi chương trình Sổ tay bảo hiểm và tài chính cùng với Kim Phượng và Thư Hiền. Nghe Hiền ghê. Dạ Thư Hiền kính chào chị Kim Phượng và một lần nữa xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả thân thương của đài 55.4. Vâng, kính thưa quý vị, chương trình này được phát sóng vào ngày thứ năm lúc 8:30 tối và được chiếu lại vào thứ ba 3:30 chiều. Ước mong là quý vị sẽ luôn luôn theo dõi để mình biết được thêm những cái điều gì mà mình chưa biết, tìm hiểu thêm những gì mình chưa hiểu từ cô Thư Hiền. Và hôm nay hình như là em kêu chị là phải nhắc em về cái vấn đề Obamacare renew không? Dạ thưa, đúng rồi, hôm nay là chính xác ngày mai là đúng ngày 1 tới tháng 11 là mình sẽ có giá mới cho bảo hiểm sức khỏe năm 2020. Dạ ba thì Hiền đã gửi thư qua rồi qua Facebook. Tất cả Hiền làm rất là nhiều cái phương tiện để cho nhắc nhở quý vị là đúng ngày 1 tới tháng 11 là bắt đầu mình sẽ có giá mới cho năm 2020 và bảo hiểm của mình sẽ có hiệu lực ngày 1 tới tháng 1. Mình chỉ có cái khoảng thời gian từ 1 tới tháng 11 cho tới ngày 15 tháng 12 mà thôi. Thì trong cái thời gian đó đó thì làm cái ngày đó thì bảo hiểm của mình mới có đúng ngày 1 tới tháng 1. Và cái thời gian nó rất là ngắn. Nhưng mà những cái người mà mua bảo hiểm rất là nhiều, chị, thành ra những cái ngày này là nhân viên rất là cực vì phải làm cho kịp. Chứ nếu mà không kịp, ví dụ như ngày qua tới ngày 16 tháng 12 đó, thì quý vị cũng có bảo hiểm nữa, nhưng mà quý vị sẽ bị kẹt lợi tới tháng 2. Dạ, thí dụ dụ vậy. Và một cái điều quan trọng nữa đó là quý vị nếu mà không có renew mà qua agent hoặc là không update gì đó, thì quý vị cũng được hãng tự động update cho quý vị, nhưng mà bằng cái giá rất là cao, tức là cái giá mà không được trợ cấp. Tại vì mỗi lần mà mình update bằng cách nào, mình sẽ đưa lại cái hồ sơ thuế của năm 2018, tức là tại vì 2019 thì mình chưa có, nhưng mà mình vẫn phải đưa cái 2018 và mình khẳng định đó là cái 2019 của mình hoặc là cái 2020 của mình nó sẽ là bao nhiêu thì để mình có cái giá mới. Chứ còn quý vị mà để tự động mà hãng nó tự động thì nó họ nghĩ rằng mình giống như là mình không có còn đủ tiêu chuẩn để xin những cái quyền lợi về ưu đãi về bảo hiểm nữa, thành ra quý vị phải trả một cái giá như là không có được trợ cấp, thành ra cái giá nó sẽ cao. Thì khi mà nếu quý vị bị cái giá cao như vậy thì gọi agent thì cũng sửa được nữa, nhưng mà cái tháng đầu tiên đó là ít nhất là tháng đầu tiên quý vị đã phải trả cái giá cao rồi, chứ không có cancel được cái tháng đó. Thành ra mình nhắc nhở quý vị chỉ có cần liên lạc, nhất là khách của Hiền thì chỉ cần liên lạc rồi đem, và năm nay cũng có những hãng mới nữa chị Phượng. Thành ra là mình mỗi một năm cứ đến, cứ chịu khó lên văn phòng mình thì để mình giải thích cặn kẽ những cái chương trình nào mình sẽ phải, tại nó có nhiều chương trình á, thì mình sẽ lựa cho cái tốt nhất cho mình và được cái sự cố vấn của nhân viên hoặc là văn phòng đó, thì mình sẽ chọn được cho mình cái chương trình tốt nhất hợp với khả năng tình trạng sức khỏe và tình trạng tài chính của mình hàng năm. Thành ra quý vị chịu khó nhín thời giờ, nhất là khách của Hiền. Có lẽ Thư Hiền cũng phải nói rõ cho khách hàng của Thư Hiền biết là khi muốn lên gặp Thư Hiền để mà cái renew Obamacare thì họ cần phải đem theo những giấy tờ gì. Dạ, thưa em, cảm ơn chị Phượng. Thì thật sự ra cái giá cho 2020 đó chị, thì là mình cũng là tính cái giá cho của 2020, là cái năm tới là của 2020. Nhưng mà giống như nãy Hiền nói, cái cũng vẫn phải đem cái hồ sơ thuế của 2018 và hai cái check lương gần nhất đó, thì mình sẽ ước tính được cho cái income của mình năm 2020. Thì cái đó là nghe thì nó hơi vô lý một chút, nhưng mà cái đó là chuyên môn của giống như tụi em. Thành ra quý vị cứ đem ít nhất hai cái check gần nhất và cái thuế 2018 để cho mình dựa vô đó, mình sẽ có một cái giá thực tế, ít nhất là gần nhất với thực tế cho quý vị về cái giá bảo hiểm năm 2020. Dạ. Mà được rồi, nhưng có những người ta không có lãnh tiền bằng check mà ta lãnh bằng cash hay sao? Dạ cũng được, không phải là quý vị, miễn làm sao quý vị có khai thuế. Dạ. Ngay cả quý vị không có khai thuế hoặc là quý vị có cái những cái trường hợp mà không có đủ tiêu chuẩn đó chị, giống như là họ income thấp quá này kia nọ,
thì Hiền cũng khuyên là quý vị cứ nên đến văn phòng của Hiền. Hiền sẽ có những, tại vì cái văn phòng không có chỉ làm Obamacare mà tụi Hiền còn làm luôn những cái dịch vụ giống như là chip này, Medicaid, rồi Go Car, rồi cái nọ, thành ra tụi Hiền rất là chuyên môn về những cái đó. Tại vì em thấy có nhiều người đó chị, ví dụ như là tại vì họ tự làm, thành ra họ lên online làm, cái trời lương income mình có 8-9 ngàn, không có đủ mua. Thành ra không đủ mua, cái quý vị không có, không mua luôn. Thành ra không có nhất thiết như vậy đó quý vị. Cứ quý vị cứ đến Hiền, lương income bao nhiêu cũng được, tùy trường hợp. Hiền sẽ có cố vấn cho quý vị đi cái tình trạng tốt nhất. Và cái người không đủ income thì cũng nên phải mua bảo hiểm. Hiền cứ hứa với quý vị là cứ ra văn phòng Hiền thì Hiền sẽ có cái bảo hiểm sức khỏe tốt nhất và được nhất cho cái tình, cho cái bảo hiểm, cái tình trạng tài chính của mình. Tại vì thật sự ở cái xứ Mỹ này đó, cái người nghèo thì sự đúc được quan trọng hơn, được giúp nhiều hơn. Thành ra quý vị income thấp thì mình sẽ giúp quý vị đi cái chương trình khác, không có nhất thiết là phải qua Obamacare, hoặc là những cái tiểu bang khác đó, nó có cái Medicaid extension đó chị, cho những cái người mà thí dụ dưới income mà 12.500 cho một cá nhân đó, họ không mua được cái đó thì họ sẽ được những cái trợ cấp của chính phủ, gọi là Medicaid extension. Tiểu bang này không có, nhưng mà nó vẫn có những cái trợ cấp khác. Thành ra quý vị income mà vượt dưới mức tiêu chuẩn cũng nên đến thì sẽ giúp, mà vượt qua mức tiêu chuẩn, thí dụ income cao quá, thì Hiền cũng có những cái công ty hoặc những cái phần nào đó để mình mua không có được trợ cấp Obamacare nhưng mà vẫn mua được với cái giá và cái giá thấp hơn, chứ không có nhất thiết là phải qua cái chương trình Obamacare. Thành ra là nó rất là đa dạng. Thành ra quý vị cứ chịu khó đến văn phòng của tụi Hiền, với lại từ 1 tới tháng 1, 1 tới tháng 11 là văn phòng làm luôn suốt 7 ngày, tức là thứ 6, thứ 7, chủ nhật chị cũng làm hết. Tại vì cái thời gian họ renew ngắn quá đó, mà phải phục vụ cho khách, nhiều khi mà ngày thường thì khách mình không có đi được. Thành ra thứ 7, chủ nhật tụi Hiền cũng vẫn làm. Dạ. Yeah. Có là cái vừa xin nhắc lại, như là Thư Hiền nói quý vị cứ đến gặp Thư Hiền, và cái income của quý vị như thế nào cứ thành thật nói với lại Thư Hiền, Thư Hiền sẽ có cách giải quyết cho quý vị. Dạ đúng rồi, thấp cũng được, cao mà cái hoàn cảnh mà cái income mình có thể đi Obamacare hay là không. Dạ. Thì Thư Hiền vẫn có cách giải quyết cho quý vị. Dạ đúng không? Dạ thưa đúng. Và ngoài ra đó, em cho xin em bổ túc tí xíu là bảo hiểm group cũng vậy nữa, tức là những cái cơ sở thương mại mà có thí dụ dưới 10 người hoặc là trên 10 người thì họ chia ra small business group đó, thì là dưới 10 người thì cái giá nó sẽ được tài trợ từ chương trình Obamacare thì cái giá khác, dưới 50 người thì có cái giá khác nữa. Nhưng mà quý vị nếu mà muốn tham khảo xin cứ gọi Hiền, thì Hiền sẽ có cái code cho quý vị. Tại vì không có, tùy cái lương, cái mức lương của nhân viên, rồi tùy cái sự lớn nhỏ của hãng mà mình cũng có cái giá cho mỗi cái đối tượng như vậy. Thành ra quý vị cần bảo hiểm cá nhân, bảo hiểm về business, hoặc là thí dụ cái lương quá thấp hoặc quá cao thì mình cũng có thể giúp được hết. Dạ thì được. Thế em thấy còn đối với những người mà cái bảo hiểm có bảo hiểm hãng thì sao? Mấy người mà có bảo hiểm hãng đó thì giống như mình, em cũng đã nhắc với lại chị Phượng, cảm ơn chị Phượng nhắc lại cái câu hỏi này. Thì cái bảo hiểm hãng đó là chỉ có 2 năm đầu á, là những người nào mà có bảo hiểm hãng thì không có phải mua bảo, không có được mua Obamacare. Nhưng mà sau đó rồi, bây giờ là họ bỏ cái luật đó rồi, miễn làm sao mà quý vị có tự quyền chọn. Nếu mà bảo hiểm mua nhiều ngoài, khi cái bảo hiểm hãng cùng gia đình có những cái nó thấp quá, nó không có đủ được cái mình đi khám bệnh này nọ, nó không dạ, có đủ đúng tiêu chuẩn. Thành ra là tùy quý vị. Thành ra quý vị trước khi mà quý vị muốn vậy thì cứ ra tham khảo với văn phòng, thì mình sẽ biết được là nếu mình mua chung với gia đình hay là mình mua bảo hiểm hãng thì với lại mua bảo hiểm ngoài thì cái nào nó rẻ hơn. Tại vì em thấy có nhiều người ấy, mua bảo hiểm hãng một mình á, thì nó rẻ, thí dụ 50% một lần, 50 cái một check lương đi thì tháng cũng được 100.
rồi mua nguyên một gia đình, chị biết có nhiều khi tới 700-800 đồng cho cái bảo hiểm gia đình. Thành ra nó rất là vô lý cho quý vị, income của mình đã không có cao rồi mà mình phải bảo hiểm mạng nó cao quá như vậy. Thành ra đó, cái luật bây giờ họ không có gò bó mình như vậy nữa. Mình mua ở ngoài có nhiều khi có 100-200 cho gia đình, mà tại sao mình phải trả tới 700-800 đồng cho hãng? Thành ra bây giờ không ai gò bó mình nữa, mình có quyền mua bảo hiểm ở ngoài và từ chối bảo hiểm ở trong hãng, không có ai. Xin cảm ơn em, chị xin phép em. Xin quý vị đừng rời màn hình, chúng tôi sẽ quay lại ngay sau một vài thông tin quảng cáo của đài.